quần đi đồ nó mà nó bò hết nha. Quần đó. Quần áo nó mà nó bò hết. Bò hết hả? Mới chứ bị cái bệnh này đâu để được. Rồi rồi nó bận bỏ hết luôn hả? Quần đó. Quần lót đâu, quần lót. Mình đã giờ không lót ra không? Gái giờ. Quần lót hả? Không. Sợ lắm. Chi đá thì tiệt bận qua nhà đâu bận. Ơi đất ơi. Không mặc quần lót hả? Vì cái đó nó đau đâu bận không? Nó bị đau. Nhưng mà đi, tùy đi, đi đá thì tiệt thì bận. Phơi nắng nè, thì phơi nắng đồ thì đặc tẩy hết. Tại vì Nga đang đầu gì đó. Cái này chắc mình về chứ nào mới nó. Ừ, bỏ đi á. Về không thì chắc về thế nào. Thầy luộc. Này vô khám xong rồi chắc về. Về nha. Thì người ta cho hút uống. Không có mặn nhỏ này, người ta bình thường thì được, mặn nhỏ này đang có bầu á. Sợ người ta kêu. Để coi bác sĩ rồi, nếu người ta kêu nhập viện thì mình nhập. Ừ. Thôi. Nhưng như bên này mới chiên, bên kia mới chiên. Thấy em thì như là Nga mai mốt mặc quần lót luôn nha. Mặc cho bắt mặc quần vô là bị này, bắt có mặc quần vô. Nó cứ kịp, cứ kịp. Nó bị cái đó nó không có cái băng của sinh hàng ngày á. Ván cho nó. Một xíu đấy ha. Ừ. Cái tê đấy ha. Ừ đó. Phải có hàm bắt có ngoại. Sao? Phải bắt đó mà. Không mạnh như được đâu. Tôm tôm mùi lớn thức lớn này. Không ai mùi lớn như lắm. Mùi lớn lắm hả? Lớn. Xem tôm chế cho nó ủng hộ vô. Chứ sao mà bị cái này được? Đang có bầu mà sao bị cái này được hả? Này làng hủ đi. Hủ. Cái bầu là lâu lắm lắm. Hủ đi dính nè. Lâu lắm. Chưa có đi hoài quá năm đi. Năm nghỉ với nó mới đi đâu, hướng lâu lắm, hủ mới dẫn vợ tới giờ. Có gãi gãi gì thôi à. Dẫn cái đâu vượt đâu có đây. Rồi phải đi cầu. Đó là người ta nó mất ra sao mà gọi tụi một xíu gì nè, đầu bữa ăn. Nó mất rồi nó ẻ con rau mất ra. Mất phân ra. Có gan, có kiểu bơm, bắt một kiểu bơm. Ăn rau vô, có bậu rau để bón. Ăn rau nhiều vô. Dạ, ăn á. Còn nếu mà ăn rau không được bón thì phải uống. Tôi phải lắc vô. Như canh vô cho băng thiệt rồi băng mấy con giá nó muốn nó gọi anh đơn sơn nước kiểu còn không em mà phải mua cái gói đồ pha lắc á uống mình có con mà ăn có phân có đạm vô hết chị. Ừ, mà phải ăn đầy đủ chất vô chứ để mình nuôi con ăn có mấy con gà không rồi các bạn giờ nha bị như này là khổ thân em bé thì ông chỉ thích chết chứ nghe là chị Minh về mặc quần lót đi à cũng như bự nghe này sáu bảy tháng không bự được nữa cái nặng này nó này gãy gì đó các bạn nè bự nha đại ra đi ông nội ơi. Nói là nói cho bác sĩ nghe là vợ của em nó không mặc quần như vậy. Nói hết trơn nha, khai đầy đủ cho người ta. Đi sớm thì tiệc mấy bạn không sớm thì cả nhà là các bạn. Không mặc á đi tùm lum á, các bạn nó chỗ người ta bị bệnh nó lây. Nói lây ha. Mời bệnh nhân số 45 đến phòng khám số 1. Mình 50 không mà. 50. Còn 5 người nữa. Cái này về kia mình ngâm nước muối. Đá nữa. Tính chén muỗng vợ chồng ăn nè. Em chén muỗng vô hết. Em này đủ hết. Muỗng à? Đá muỗng phải vô rồi. Vô không? Còn mình nghe đâu biết vô. Vô. Ừ, vô. Thẳng nói khai ra. Khai bệnh. Khai bệnh hai chồng thẳng khai luôn. Rồi khai cho thằng hủ khám luôn đi. Kiểm tra có bị hối gì đâu hối. Cái này là cả hai vợ chồng nếu có sinh hoạt là cả hai người đấy. Thì để quay lại lại hoài sao? Nga cái khác là đúng là mình đó cũng có những chứng đó nào. Cả hai người cùng một lượng luôn. Nói cho bác sĩ thì bác sĩ lấy thuốc cả hai người. Tôi hỏi em có cần khám không bác sĩ? Ở nói cần thì khám luôn. Chắc phải ra làm vậy chứ. Chồng khám phải ra làm vậy lại. Để cho lo Nga trước đi rồi tới đó. Nga trước đi. Nga đang có bầu á. Phải có giấy đi vệ sinh thì rửa này phải lau sạch sẽ nè. Đó mai mốt. Mai mốt em mà hết rồi á là em phải kính nè, nếu không là nó sẽ bị lại á. Rửa một pha chị nước coi xanh xanh đó. Ừ. Mình rửa chứ mà mình phải kính, phải mặc quần lót. Dạ bữa nay đang đâu lấy số hả? Nghỉ ngưng rồi là mà nghe nói hết bệnh nó lấy được. Khổ rồi, lúc này cũng khổ lắm. Đúng rồi. Đầu tóc bù xù chứ rồi. Bà vợ nó hồi nó chạy lên kìa. Nó lo kìa. Đến phòng khám số 1. Bà lên
khi bà cho là bằng nào này đứa bà gửi được, bà nãy giờ bà quýnh quán bà gọi tôi hoài mà gọi hoài nè, bà nói biết bà nghe rồi nghe rồi đó gửi em ừ bây giờ cũng quen mà cái này bình thường thôi nha, ngứa nó khó chịu thôi, khó chịu thôi. Bà không biết là tưởng được chưa á, bà giật lên ra máu tốt sức chậu cái đó. Thì nó là vậy nó nhảy hoài vậy. Cần chi trời. Bà không biết bà tưởng đâu. Ngứa hả? Nói chuyện này em học gì vậy? Ngứa ha, giật lên ra máu sức chậu đó. Cái một cốc mình vậy đó, đúng rồi thì bỏ vô nó. Nó kêu là màu gà đó. Màu gà. Giống như cái mặn con gà vậy á. Không có sao đâu. Nên mấy tháng rồi không? 6 tháng rưỡi rồi. 6 tháng rưỡi, 7 tháng rồi đó. Không có sao đâu, đừng có lo quá. Có phải nghe à? Không, không có mốt gì, đừng có ấy đi tầm bậy bạ nữa nghe. Chú Tăng, bác. Bác kìa, nó bác kìa. Ừ. Hả nghe? Chú Tăng nói gì kìa? Không mốt gì là dặn, đừng có cho đi tầm bậy bạ, nghe không? Không khai luôn rồi không. Có tiểu gắt được không? Không bình thường mạnh lắm. Có tiểu gắt được không? Không. Bắn là bài bài. Bắn bài bài. Mạnh dữ dằn. Mạnh dữ dằn nha. Em chạy còn 3 cái số tới bệnh viện rồi cả thôi. Quay lại, em nghĩ quay lại, quay lại. 50 cây đó. 3 cây số tới đó. Từ đấy, từ nhà hướng dẫn xuống mình thôi là 50 cây đó. Đó vậy, còn 3 cây số tới bệnh viện. Mấy bao nhiêu tiền xăng hả? 60 ngàn. 60 ngàn tiền xăng là khổ. Ghé ăn uống nãy 100. Không, bây giờ cầu trời phần đầu. Người ta thường bé Na, à bé Na ai cho phương thì mời bệnh nhân số 4, 7, đến phòng đa số 1. Có mấy à? 47 rồi, tôi uống 50 hả? Còn 3 người nữa. Chị là trẻ bảo hiểm mình ở dưới Cần Thơ rồi nha, mẹ nói đó. Đây đó mình đăng ký Cần Thơ. Em muốn xài được Cần Thơ không? Sẵn Nhi, người ta nói rồi Sẵn Nhi. Sẵn Nhi hả? Sẵn Nhi khỏi cái tiền là ta... Nó có bầu rồi, nó khó lắm, không chị sao nước trắng không mà hỏi mỗi bác sĩ không có nước trắng. Nó bị đó đó, nước trắng, tôi đâu nước trắng nó chảy ra đứng với bà gãi, anh là không phải. Ăn uống bất kỹ lắm. Mệt không em? Mệt không? Tiểu nó hay gì? Đừng ngủ ha. Bà không biết cái này bà la cho thấy. Nhưng mà phải cho bà hay mới được, không có giấu. Nãy tôi tính không điện bà luôn, nó không cho bà hay luôn, nó không điện cho bà hay luôn, không điện đâu, hai chồng điện đâu. Không. Bình thường mà. Cô gái cũng bon như vậy. Có em đẹp lắm, không bằng không có gì mà để lấy cái mọc ghẻ gì chứ. Thẳng băng luôn hả? Ờ, mà kêu nó thẳng băng à? Thằng hả? Thủ thẳng băng hả ông nội ơi? 17 tuổi thì chưa bằng cô. Vậy? Cách gì? Dữ hả? Nhỏ thôi, ờ, nó đẹp á. Không có ghẻ chấp gì chứ, cũng băng tim luôn. Nhỏ đẹp hả? Thằng hả? Không sao luôn hả? Trắng tư, trắng tư rồi. Trắng tư. Thằng ơi. Bà đen nó trắng tư vậy. Trắng tư. Nhỏ trắng tư. Có nghe. Nó trắng tư có nghe. Mời bệnh nhân số 50 đến phòng khám. Rồi, vô. Cầm giấy vô được rồi. Bỏ đó đây, bỏ nó đi. Đây nè, đi mở phòng đó. Đó đó. Vô kìa. Vô đây. Vô nói kìa.